Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 25 tháng 4 năm 2022 chi tiết. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Xem tử vi ngày hôm nay của 12 con giáp tam hợp tác động, người tuổi Tý được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi. Bạn biết mình nên làm gì và cần phải làm gì. Vì thế mà công việc nào vào tay bạn cũng vô cùng suôn sẻ. Tính cách tích cực, trách nhiệm của bản mệnh còn có thể truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều hăng hái làm việc. Nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết, mọi người sẽ cùng nhau chạm tới thành công. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Tuổi Giáp Tý sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc. Tuổi Bính Tý truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Tuổi Mậu Tý hãy phát huy tinh thần đoàn kết. Tuổi Canh Tý làm việc quy củ, có kế hoạch rõ ràng. Tuổi Nhâm Tý công việc tiến triển thuận lợi. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Hợi, tuổi Thân. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. Giờ tốt: 9 giờ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu. Theo tử vi hôm nay, kiếp tài đem tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Sửu. Bạn dễ vướng phải tranh cãi mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi tính cách cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình. Đây là lúc con giáp này cần xem xét lại bản thân để nhận ra điểm yếu của mình. Nếu không nhanh chóng cải thiện và sửa chữa, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, không muốn hợp tác cùng. Cuối cùng rơi vào thế bị cô lập. Thổ sinh kim. May mắn là quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng hòa hợp. Mỗi khi không tìm ra được hướng giải quyết trong công việc, hãy tâm sự với người ấy. Rất có thể đối phương đứng ngoài cuộc sẽ có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về vấn đề. Tuổi Ất Sửu dễ vướng phải tranh cãi với người khác. Tuổi Đinh Sửu không nên cứng đầu, cứng cổ. Tuổi Kỷ Sửu nhận ra điểm yếu của bản thân. Tuổi Tân Sửu, vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau về nhau. Tuổi Quý Sửu, hãy tâm sự với các thành viên gia đình của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu nâu. Giờ tốt: 11 giờ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần. Dần thân tương xung khuyên người tuổi Dần nên hạn chế bản tính nóng nảy của mình, khiến mọi việc vốn đã vướng mắc lại càng thêm khó khăn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi nói hoặc làm, tránh để làm mất lòng người này người khác. Trước khi chỉ trích lỗi sai của người khác, bạn cũng cần xem lại chính bản thân mình, bởi không phải điều gì bạn làm cũng đúng 100%. Quá tự tin vào bản thân sẽ khiến bạn mắc phải nhiều lỗi sai lầm đáng tiếc, không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm của bản mệnh không có tiến triển đáng kể. Bạn và nửa kia vẫn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh mà không ai chịu xuống nước với ai. Có lẽ hai người đang đặt cái tôi cá nhân lên cao hơn hạnh phúc lứa đôi. Tuổi Giáp Dần không nên gây chuyện với người khác. Tuổi Bính Dần hạn chế tính cách nóng nảy của mình. Tuổi Mậu Dần chớ nên tự tin một cách mù quáng. Tuổi Canh Dần hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Tuổi Nhâm Dần quan hệ với gia đình không được hòa hợp. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời, màu xanh lá cây. Giờ tốt: 19 giờ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão. Theo tử vi ngày 25 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp, kim khắc mộc cho thấy quan hệ xã giao của người tuổi Mão không thực sự tốt đẹp trong hôm nay.
Cách hành xử của bạn sẽ khiến một số người cảm thấy khó chịu, thậm chí là bất mãn. Tất nhiên, chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng bạn không nên vinh vào cái lý lẽ đó để hành xử một cách cảm tính theo ý thích của cá nhân mình. Hãy điều chỉnh hành vi để có được hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp hơn, để được nhiều người yêu mến. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 25 âm lịch Nhâm Thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tuổi Ất Mão, không nên khăng khăng làm việc theo ý mình. Tuổi Đinh Mão, không nên nóng nảy với mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Mão, hãy chú ý hơn trong cách hành xử nói năng. Tuổi Tân Mão, quan tâm hơn tới suy nghĩ của người khác. Tuổi Quý Mão, xã giao không thật sự thuận lợi. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xanh gieo, màu ghi. Giờ tốt, 13 giờ. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn được tam hợp giúp đỡ nên dễ dàng tìm ra hướng đi mới trong công việc. Người cầm tinh con rồng không còn phụ thuộc vào các cách làm cũ hoặc mọi người xung quanh nữa mà mở ra lối đi riêng. Dù gặp không ít thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội khám phá, tìm hiểu hơn. Con giáp này hãy tin tưởng vào định hướng của bản thân, đừng sợ va vấp, bởi mỗi lần thất bại cũng là một lần bạn học thêm được nhiều điều hay về công việc cũng như chính bản thân mình. Bạn cũng hãy nhiệt tình học hỏi thêm từ mọi người xung quanh nữa nhé. Thổ sinh kim, quan hệ tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu thăng hoa đáng kể. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, bạn và người ấy quyết định sẽ đến với nhau. Từ nay cuộc sống bước sang trang mới, hai người còn đón nhận thêm nhiều tin vui nữa. Tuổi Giáp Thìn, công việc tiến triển thuận lợi. Tuổi Bính Thìn, tìm ra hướng đi mới cho công việc. Tuổi Mậu Thìn, đừng ngại đối diện với khó khăn thách thức. Tuổi Canh Thìn, các thành viên trong gia đình quan tâm tới nhau hơn. Tuổi Nhâm Thìn, gặp gỡ được đối tượng triển vọng. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu xám, màu vàng. Giờ tốt, 7 giờ. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ. Tử vi ngày hôm nay của 12 con giáp cho thấy rằng, do có nhị hợp phù trợ nên người tuổi Tỵ có tinh thần hăng hái phấn chấn làm việc. Bạn học được thêm nhiều kiến thức hữu ích để có thể áp dụng ngay lúc này và tương lai, góp phần khẳng định vốn hiểu biết của mình hơn. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp được những đối tác triển vọng trong hôm nay. Ngay hãy thảo luận kỹ càng với đối phương về các điều khoản hợp đồng để tránh tranh chấp. Đôi bên cùng chung quan điểm và mục đích sẽ càng hợp tác với nhau thuận lợi lâu dài hơn. Hỏa khắc kim tiếc rằng mối quan hệ tình cảm của bản mệnh chưa có dấu hiệu phát triển nào đáng kể. Người độc thân quá bận rộn với các công việc riêng của mình nên thường từ chối các buổi gặp gỡ. Bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là phiền phức, tốn thời gian. Tuổi Ất Tỵ, áp dụng được kiến thức hữu ích vào cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ, tìm được đối tượng triển vọng trong hôm nay. Tuổi Kỷ Tỵ, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Tuổi Thân Tỵ, việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Tuổi Quý Tỵ, từ chối các mối quan hệ tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đỏ. Giờ tốt, 9 giờ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ. Theo tử vi ngày hôm nay, người tuổi Ngọ có chính ấn chỉ đường, tìm ra cách để khẳng định năng lực của bản thân. Dù cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ khó khăn đến đâu đi nữa, bạn cũng có thể bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết một cách phù hợp, sáng tạo nhất. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Bạn thường quan tâm tới nhân viên một cách thật lòng, không áp đặt mà luôn tìm cách lắng nghe, nhờ thế đưa ra được những quyết định phù hợp, hợp tình, hợp lý, khiến ai cũng khâm phục.
Tuy nhiên, do hỏa khắc kim nên mối quan hệ của bạn và người ấy càng lúc càng trở nên căng thẳng. Dù trên thực tế cả hai bạn đều chỉ muốn tốt cho đối phương, nhưng vì chưa hiểu ý nhau nên gây những hiểu lầm không đáng có. Tuổi Giáp Ngọ tìm được cơ hội khẳng định tài năng. Tuổi Bính Ngọ bình tĩnh tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tuổi Mậu Ngọ nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Tuổi Canh Ngọ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tuổi Nhâm Ngọ đôi bên dễ mâu thuẫn vì chưa hiểu cho nhau. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu tím, màu vàng cam. Giờ tốt: 22 giờ. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi. Kiếp tài giáng họa, người tuổi Mùi thường bị cô lập giữa tập thể. Tất cả là bởi bạn đã hành xử quá độc đoán, kiêu ngạo trong khoảng thời gian vừa qua. Bạn tự coi mình là người có vị thế cao để ra lệnh cho tất cả người khác. Trên thực tế, nếu bạn chỉ là một nhân viên bình thường thì bạn nên để ý tới vị thế của mình, đừng bắt người khác nghe theo mình răm rắp. Nếu muốn ra lệnh cho người khác, bạn cần thể hiện bản thân để giữ một vị trí cao hơn đã. Tuổi Ất Mùi hành xử độc đoán, kiêu ngạo quá mức. Tuổi Đinh Mùi dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tuổi Kỷ Mùi hãy ý thức được vị thế của mình. Tuổi Tân Mùi hãy cố gắng vì một vị trí cao hơn. Tuổi Quý Mùi tránh đôi co mâu thuẫn với người khác. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu cà phê. Giờ tốt: 14 giờ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Hôm nay có thực thần đem tới cho người tuổi Thân một túi tiền rủng rỉnh. Bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng vì đã cố gắng trong công việc suốt thời gian vừa qua. Ai cũng muốn tiếp tục ký hợp đồng với con giáp này. Khi đã hoàn thành được mục tiêu này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm ra mục tiêu khác có tính thách thức cao hơn. Như vậy bạn mới có không ngừng sự tiến bộ. Còn nếu quá dễ dãi, thỏa mãn, bạn sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua mặt. Tuổi Giáp Thân nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tuổi Bính Thân hãy đặt ra mục tiêu mang tính cách thách thức. Tuổi Mậu Thân đừng tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mặt mình. Tuổi Canh Thân không nên dễ dãi hài lòng với thực tại. Tuổi Nhâm Thân nhận được một khoản tiền rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu vàng kim. Giờ tốt: 11 giờ. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Dưới sự thúc đẩy của tam hội, người tuổi Dậu đi tới đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Chủ yếu là bởi từ trước đến nay, bạn cũng chẳng nề hà khi giúp đỡ người khác. Con giáp này có thể cân nhắc thực hiện việc trọng đại ngay trong hôm nay. Người làm ăn kinh doanh có một ngày bận rộn luôn tay luôn chân, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng cũng bay về tới tấp. Dù hơi vất vả một chút, song bạn hứa hẹn sẽ có một túi tiền cực kỳ rủng rỉnh. Kim khí vượng, bản thân cần quan tâm hơn tới sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan tới xương khớp. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức khiến cơ thể bị chấn thương. Tuổi Ất Dậu, công việc tiến triển thuận lợi nhờ nhiều người giúp đỡ. Tuổi Đinh Dậu, nên cân nhắc thực hiện việc trọng đại. Tuổi Kỷ Dậu, cần quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân. Tuổi Tân Dậu, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tuổi Quý Dậu, làm việc vất vả nhưng được hưởng thành quả. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu xám, màu bạch kim. Giờ tốt: 8 giờ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Thổ sinh kim, những mâu thuẫn rạn nứt trước của các cặp vợ chồng của người tuổi Tuất đã được bản mệnh khéo léo giải quyết. Không để chuyện quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại, hai người đều đang kỳ vọng rất nhiều ở tương lai. Với những ai còn độc thân, hãy bình tĩnh mà đón nhận tình yêu đi nhé. Đào hoa nở rộ có thể bạn sẽ cảm thấy trọn ngợp vì được rất nhiều người săn đón tỏ tình. Hãy cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất.
Tỷ kiên đem lại lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho bản mệnh. Bạn không cần đến sự thúc đẩy dục dã của bất cứ ai cũng sẽ chủ động bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý tránh đưa ra những quyết định chủ quan hoặc quá vội quan. Tuổi Giáp Tuất, quan hệ vợ chồng được giải quyết ổn thỏa. Tuổi Bính Tuất, bình tĩnh đón nhận tình yêu thuộc về mình. Tuổi Mậu Tuất, hãy tìm ra phương pháp làm việc phù hợp. Tuổi Canh Tuất, hãy đưa ra sự lựa chọn chính xác. Tuổi Nhâm Tuất, nhận được sự quan tâm của người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu cà phê. Giờ tốt, 16 giờ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi. Tương hại giảng hòa, người tuổi Hợi trở nên tin tưởng ai quá dễ dàng trong ngày hôm nay. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sự ngây thơ, cả tình của bạn để đưa bạn vào trong từ lúc nào không hay không biết. Tốt nhất hãy luôn kiểm chứng mọi vấn đề. Với người làm ăn kinh doanh, các quyết định hợp tác đầu tư cần phải đưa ra hết sức cẩn thận. Không nên tin người quá mức, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh hao tài tổn của. Dù có đang giữ chức vị cao, bạn cũng cần phải dành thời gian lắng nghe quan điểm của các cấp dưới. Kim sinh thủy, bản mệnh sẽ có được một khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu. Những cãi vã giận hờn trước đó dần tan biến, người ấy hiểu và cảm thông cho những vất vả mà bạn đã phải chịu đựng trước đó. Tuổi Ất Hợi, vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối. Tuổi Đinh Hợi, trở nên tin theo lời rủ rê của kẻ xấu. Tuổi Kỷ Hợi, không nên vội vàng hợp tác đầu tư trong hôm nay. Tuổi Tân Hợi, có cách hành xử phù hợp trong chuyện tình cảm. Tuổi Quý Hợi, nhận được sự cảm thông trân trọng của người nhà. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tý. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh nước biển. Giờ tốt, 17 giờ.